Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh của em nha. Hiện tại là đến rất là sớm mọi người. Em đi khỏi thầy Minh Hiền rồi. Đó, bây giờ là em đang có mặt tại Gia Lai nha mọi người. Đó, sáng sớm rất là đẹp nha. Đó, thì ở đây khu vực này em mới tới chắc còn khoảng rồi 100 cây nữa mới tới Gia Lai, chưa đâu, Đắk Lắk à. Đó, thì bây giờ là em đứng ở đây cái view đẹp quá, nên là dần đây qua cho mọi người xem cái khung cảnh ở đây nha. Đó, bây giờ là khung cảnh thời tiết ở đây rất là đẹp, rất là mát nha, giống như Đà Lạt mọi người. Đó, cho nên là em quyết định là bay flycam để xem xung quanh đây cho mọi người chiêm ngưỡng ở những đất cao nguyên nó đẹp như thế nào nha. Đây flycam này thì em có thời gian mà nghỉ ngơi đó, về quê đấy thì các thầy ẩn tu thì em cũng lo những cái nhiều việc, chuẩn bị những cái phụ kiện để mình sắp tới mình đi như thế này này. Bây giờ sẽ bay lên nha mọi người. Thì nói chung là em vẫn còn bán hạt đều cho mọi người, cho nên đi như vậy thì em vẫn có người làm bán hạt đều gửi đến mọi người. Mọi người nhớ đặt hạt đều nha, tại vì là hai bữa nay rồi, hai ngày rồi, ế quá rồi. Mọi người ủng hộ em với mọi người ơi. Đó, thì số điện thoại nằm ở trên rồi, mọi người mua ủng hộ hạt đều em ấy, thì mọi người để số điện thoại phía trên đấy, mọi người nhắn tin Zalo cho em á, thì em sẽ gửi cho mình cái bản giá với lại cái hình ảnh. Đó, mọi người ủng hộ đều cho em với nhé mọi người. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Đó, em đã có mặt tại nhà thầy Minh Đức rồi nha. Đó, thầy Minh Đức thì đang đây cái xưởng kho gỗ làm mộc của em trai thầy. Đó, thì bây giờ là đi vào nha mọi người. Đó, thầy Minh Đức nha mọi người. Đây là ba thầy nè. Đó, phải ba thầy đó. Em chào chú, chào bác chứ. Đó, bác nuôi con mèo nha mọi người. Đây này thầy khỏe không thầy? Dạ vâng, con vẫn khỏe. Dạ. Em uống nước đi. Dạ, cảm ơn thầy. Ba con đi ngang qua chỗ Đắk Lắk á, thì đi ngang qua chỗ thầy Minh Hiền, trung tâm thầy Minh Hiền. Đó, như thầy Minh Hiền là như
mà bốn thầy đi cùng với lại cũng lên núi cùng với thầy á. Thì thầy về đây, nhà được mấy ngày rồi thầy? Không phải nhà từ hôm nay đó, mình đã được lên núi đó được chục ngày rồi. Wow, nhanh dữ ta. Giờ không về nhà thì cũng học tập ở nhà thôi. Dạ. Kinh sách ở nhà rồi nên tụi học tập ấy. Với bây giờ là đi ra ngoài bây giờ nó cũng nó hơi phức tình, nó phức tạp ấy. Dạ. Những cái các vấn đề khác thì họ những địa phương dễ dàng thì họ có thể còn này đắp y họ đi lại họ tiếp tục được. Nhưng mà chỗ con ở thành phố ấy, thì nó phức tạp. Mình đi lại cách thực thì nó khó khăn, chính quyền nó cũng không cho. Dạ. Yeah. Trước mắt thì cứ ở nhà mình học tập đi cái đã. Dạ. Con thì tính lên đây không biết là thầy có chỉ dạy nghề không, rồi con thất nghiệp quá, thầy có thể chỉ con làm mộc được không? Nhưng mà Thắng muốn làm thì con ở nhà mình tu học thì con muốn chỉ Thắng làm được mà. Dạ. Nay con thất nghiệp quá thầy, không biết con khổ quá rồi. Buôn bán hạt điều mọi người cũng nay cũng ủng hộ nhiều, nhưng mấy ngày nay đang ế, nó chắc cũng phải làm thêm nghề mộc nữa quá thầy ơi. Làm nghề gì cũng được, vấn đề là mình làm cái tâm của mình nhé. Dạ. Cái gì mình làm với tâm giống như lời Phật dạy tốt đẹp hơn. Dạ. Mọi cái thì bây giờ anh Thắng có gặp các vị hay là có thông tin gì về các vị không? Để mà đi. Nói chung là từ khi mà con cũng về cũng được chục ngày thầy. Trong thời gian đó, trong khoảng thời gian đó thì có gặp thầy Minh Đức rồi đó. À, thầy Minh Thông rồi đó. Thì chung là thầy đó cũng phạm giới này kia nên là cũng cùng con có biết ở trên cái clip họ đưa là có cái hình ảnh mà con đi cùng thầy Minh Thông ở trên đèo Lò Xo ấy, là khi đó con đang bộ hành ấy, thì thầy Minh Thông ra sau thì khi gặp đoàn con đi trước ấy, con là đi trước thì thầy xin nhọc vào thầy đi cùng ấy. Thì con cũng chính lại là con cũng dìu dắt thầy đi cùng, nhưng đau chân hay là những thầy đi chậm con muốn dìu dắt thầy đi, những đó là trong khoảng thời gian ấy mình dìu dắt thầy đi thôi. Yeah. Khó khăn hơn để giúp đỡ nhau ấy. Yeah. Cũng không có gì cả, cái clip mà họ đưa lên TikTok thì chắc có người nói con, chắc nó có người cắt clip với thầy, tại vì là ngay cái từ cái clip đó rồi người ta cũng phản ứng rất là mạnh, sau người ta lục lại clip cũ đó ở trên đèo Lò Xo đó, chứ cái lúc nào đâu mà còn đi nữa, từ điểm đó đâu còn ai đi bộ hành gì nữa đâu. Thì thôi ngưng việc nói với thầy Minh Thông đi, mình nhắc có nhắc lui thì cũng không có hay. Thì thôi, dạ. Mong là các vị mọi người cũng đừng có trách gì cả, tại vì nếu mà nói như sư phụ Minh Tuệ, thầy Minh Tuệ thì khác, tu tập lên cái đỉnh cao rồi. Dạ. Cái khác thì một cái tầng khác, còn như các vị này đi sau thì đi theo để học tập thôi, những vị họ phạm giới hay là họ mới đi theo để học tập ấy, cái đó nó bình thường, con thấy nó không có vấn đề gì, nó quá là để mọi người phải suy nghĩ. Dạ. Vì ai học được cái gì thì học, thầy Minh Tuệ cũng nói rồi, vì ai muốn đi theo thì đi, chứ thầy cũng đâu có nhận ai đi cùng, không nhận ai làm đệ tử đâu, đi theo để tự học, tự giữ giới, tự học lấy, tự lo cho bản thân của mình, tự thắp đuốc mà đi, những lời Phật dạy. Dạ. Thì bây giờ về địa phương rồi thì những vị khác còn cơ hội được đắp y mà đi khất thực ấy, thì cái đó là cái điều tốt đẹp. Cũng chúc cho các vị cố gắng, các vị cố gắng đạt cái thành tựu tu tập của mình. Còn con thì con người về nhà, vì con ở trong thành phố, cái việc mà đi khất thực thì nó khó khăn lắm. Đi xa thành phố ra ngoài thì cái việc mà đi ra khỏi thành phố thì nó lại thuộc về cái xã khác hoặc huyện khác, nên chính quyền nó không cho, nó ảnh hưởng đấy. Tại vì cái địa phương bây giờ nó đang phức tạp, thầy cũng đang ở đây, thầy Minh Tuệ cũng đang ở trong địa phương đó, đây cũng là một cái điểm nóng. Bây giờ mà đi ra ngoài mà đắp y lên đó, không những nó làm ảnh hưởng trực tiếp đến sư phụ ấy, mà còn ảnh hưởng đến các huynh đệ khác nữa. Thứ nhất là chính quyền người ta làm khó khăn rồi, mọi cái nó tác động đến, rồi bây giờ thầy
khổ cho thầy, tại vì đi vào trong rừng rồi. Dạ. Không may là cũng có người đồng bào ở trong vùng sâu vùng xa giúp đỡ. Bây giờ nó nói như sư minh đạo đó, thì tại vì ở trong rừng thì ăn lá cây, ăn trái cây rừng thì không biết là tình hình nó còn như thế nào nữa. Yeah. Nên là con ở nhà tu tập ấy, cũng vì những cái điều đó. Thứ nhất là con đi ra ngoài con đắp y cho thành phố họ không cho, làm khó khăn huynh đệ khác ấy. Rồi còn mình hưởng những chức phụ đó, nên là tôi để cái thời gian này nó tạm thời nó lắng xuống, con cũng ở nhà nó tu tập thôi. Phức tạp quá, nó ảnh hưởng đến chính trị rồi ảnh hưởng đến cái an toàn xã hội, có nhiều thứ vấn đề. Nên tôi cái y con ở nhà con tu tập thì con đắp cái y ở trong tâm của con. Yeah. Vì khán giả có coi được thì mọi người cũng nghĩ như thế nào thì quyền của các vị. Con đang tu tập thì con không mong có sự nổi tiếng. Tại cô chú anh chị mình cũng khán giả đó, ta có hỏi là nhiều thầy này thầy kia đi được, sao thầy này vẫn còn ở nhà mặc y như thế này hoặc y như thế kia. Mọi người biết phải biết như thế này, tình hình nó khó chịu khó hiểu lắm, phải gọi là khó chịu và khó hiểu nữa. Mình cũng hiểu được mà mình chỉ biết tuân theo thôi. Nên mọi người đừng hỏi tại sao rồi vì sao rồi. Tại vì các thầy cũng tổ, các thầy chỉ biết tu hành thôi, rồi các thầy cũng đâu biết vì sao tại sao đâu. Các thầy giờ cũng chưa. Như chúng con đi tu tập thì bây giờ nó không quan tâm đến việc là chính quyền họ làm cái gì, còn chỉ quan tâm tu tập là học tập những cái điều tốt đẹp đó là Phật dạy ấy. Rồi cũng mong quý vị nếu mà có coi được cái clip này thì mong các vị hiểu được những cái vấn đề mà họ về địa phương học tập ấy. Yeah. Mặc dù trong cái đó họ không có đắp cái y lên, nhưng mà trong tâm của họ, họ có đắp cái y ở trong đó rồi. Yeah. Với lại là con thì nó đang mang cái y bình thường thế này, vẫn một người tu hành, người tu tập. Thì con sẽ cho họ anh Thắng review những cái kinh sách hàng ngày, con học tập những cái gì hay là con làm những cái gì. Nếu quý vị khán giả có coi được thì mọi người cũng thông cảm. Yeah. Tại vì thầy Minh Đức thì rất là nhiều khán giả người ta cũng đang chú ý rất là nhiều. Thầy có một cái chánh điện gọi là cũng rất là ấn tượng. Nó đến cô chú anh chị mà khán giả đang xem. Bây giờ mình còn đi lên thì ha. Lên để thầy con đưa anh lên coi cho khán giả các vị coi ấy. Dạ. Cái kinh sách hàng ngày là con học tập những cái gì. Đấy, cũng mong là mọi người mà yêu quý mến ấy, là thương những cái vị mà đi theo trên tuổi theo tập ấy, thì cũng như bản thân của con thôi. Đó, thì cái hành trình của con tu tập ấy, thì con đã xác định là đi theo cái con đường tu tập đó rồi, thì con sẽ không có thối lui đâu. Các vị cứ yên tâm, con cũng không có, các vị cũng đặt cái tình cảm thương vào các cái những vị mà đi tu tập cùng thầy cùng tuệ, con cũng vẫn cố gắng, ngày cũng nỗ lực học tập. Quyết tâm đi theo đi cùng, thì con cũng không có chùn bước. Các vị có coi được clip thì cũng đừng có trách con. Bây giờ con mời các vị anh Thắng lên để mà hàng ngày con học tập, tu tập như thế nào, kinh sách mọi thứ ấy. Dạ, sắp là kinh nha mọi người. Thích kinh rất là nhiều. Cái bộ kinh sách mà hàng ngày con học tập ấy. Đây là nơi học tập của con, một kinh sách của con này, nơi con đang học tập đây, nơi con tu tập. Đây là nơi ngồi con đang kinh. Yeah. Đây là nơi Thắng đã review ngày trước rồi. Đó là nơi tu tập của con, nó chỉ có chừng đó thôi. Yeah. Hàng ngày những cái bộ kinh này thì con cũng cố gắng học tập. Kinh trung bộ, kinh hàm, kinh trường bộ, tiểu bộ, tướng âm, còn nhiều bộ kinh khác nữa. Bây giờ con chỉ thế này thôi. Bây giờ mà không khó khăn ấy, mình có nơi tu tập thế này là tốt rồi. Dạ. Yeah. Đang trong cái thời gian mình học tập. Bây giờ mình di chuyển hay là mình đi được ngày trước thì cũng ước mơ lắm, nhưng mà trong cái khả năng này thì phải chấp nhận thôi. Cái điều kiện đi duyên cái nghiệp trên những cái đường tu ấy có những cái chướng ngại thì mình cố gắng vượt qua.
khó khăn này nó là cái thử thách cho mình. Dạ. Thế là con tốt đẹp lắm rồi, tốt đẹp hơn nhiều vấn đề khác ấy. Tại vì con có nơi tu tập, kinh sách thì đầy đủ rồi, nhưng con học tập. Ở trên đây ngay mấy tô nó khá là nóng nha mọi người, hơi hầm. Dạ. Dạ. Có những bộ kinh không quay được chi tiết là thầy. Có những kinh là không quay chi tiết nha mọi người. Dạ. Không phải là một bộ nha, nhưng mà nó nhiều là nhiều phần mọi người, nó có 1 2 3 4 5 đó, 5 phần. Cái đây là bộ khác nhau. Chứ không phải giống nhau nha mọi người. Giống nhau. Cái đây thì đó là kinh tăng chi bộ này. Đó là kinh tiểu bộ này. Kinh tương ưng này. Rồi trường bộ kinh. Rồi bên đây thì còn nhiều cái khác đấy. Luận tạng rồi kinh tạng tăng chi bộ. Những kinh này là quý hiếm lắm mọi người, rồi là độc quyền mới có được những bộ kinh này. Tính ra là không nên quay cái này đâu, tại có một người là trợ duyên đó mọi người, quay lên sợ ảnh hưởng đó, nhưng mà cũng phải quay cho cô chú anh chị mình cũng hiểu, Phật tử mình cũng hiểu. Chứ tình hình là các thầy là cũng rất là khó khăn đó. Khi mà không mặc y quay như thế này ấy, thì bị cô chú anh chị lên án nói là không phải 13 hành đầu đà, không còn đi khất thực, phải đi khất thực mà chứ. Ai cũng chả, các thầy lúc nào cũng muốn đi khất thực chứ đâu phải là không muốn đâu mọi người. Có ai muốn ở nhà đâu, có ai muốn ở nhà như thế này đâu. Mọi người cũng phải thông cảm. Còn có trường đó, lần này con học tập thì nó qua cái giai đoạn này đi ấy. Chứ bây giờ con đi ra ngoài thì nó làm khó cho sư phụ. Thứ nhất là người dân, người ta hiếu kỳ ấy. Người ta theo, người ta làm khó sư phụ, không ra ngoài thì khất thực được. Thứ hai nữa là cái huynh đệ con đang cấp y đi ấy. Còn làm như thế này nữa thì con tiếp tục con đi nữa trong thành phố thì các huynh đệ khác là bị con chính con làm khó, và khi đó thì là cái nghiệp con mang con đang chủ nghiệp thì cái này cũng tốt đẹp, đỡ tạo điều kiện cho huynh đệ khác làm khó họ. Chứ bây giờ nhiều các thầy đi ngoài đường quá thì pháp luật người ta họ là vào cuộc và làm việc đó cũng không tốt. Đấy, nói thế là con thì quay thôi. Con anh cũng quay chia sẻ thầy Minh Đức, mọi người nhớ thầy Minh Đức quá, chia sẻ mọi người biết như thế. Và sẽ hẹn mọi người một clip sau để thầy chỉ em gọi là đục mộc, đục cây, cưa cây. Rồi là làm mộc. Con có sườn mộc lớn lắm, con xả rồi. Dạ. Con cho hết rồi. Dạ. Không cần nữa, mình đi tu tập thì bây giờ mình đâu cần cái gì nữa. Dạ. Cũng như một kinh sách như này còn quý hơn cả mọi sống mình. Dạ. Thì thôi cũng kết thúc video tại đây nha mọi người. Mọi người nhớ đặt nếu mà mua ủng hộ hạt điều ấy, mọi người nhớ nhắn tin riêng cho em, hạt điều lúc nào cũng còn nha mọi người. Đó. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị mình ạ.